Chào bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái tựa game có tên rất là đơn giản AA. Thì logo nó cũng là AA. Và khi tham gia vào game thì chúng ta sẽ có một màn chơi cực kỳ đơn giản và khó luôn. Game này khá là cân não và lúc đầu vào game thì mình cũng phải mò mẫm mãi thì mình biết cách chơi. Thì vào đơn giản thôi, chúng ta sẽ là tham gia là một cái hình tròn này, găm vào cái hình tròn trung tâm. Thế thôi, găm nào mà đủ 13 viên là được. Đây, chúng ta sẽ găm. Đấy, găm thế trượt. Không được găm, điều kiện là không được găm vào các hình tròn kia. Bật tiếng lên chúng ta nghe tiếng găm cho nó thốn. Ôi trượt bố ơi. Thì hiện tại mình đang chơi đến màn 17 rồi. Và cứ qua một bàn thì tốc độ nó nhanh dần. Các bạn cần thiết để ý là thôi, ấn vào quảng cáo bố ơi. Các bạn cần thiết để ý là vừa chơi vừa bình tĩnh. Không, game này không giục thời gian nên các bạn cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Nhìn thấy khoảng trống nào thì găm vào. Cái nhiệm vụ găm thì các bạn trai có vẻ giỏi hơn các bạn nữ, nên các bạn trai sẽ cố gắng chơi giỏi cái game này. Đấy. Thôi xong rồi, làm sao găm được hai phát nữa bây giờ. Đây này, còn phát cuối cùng này. Đấy, xong. Thì chúng ta chỉ cần bình tĩnh một chút thôi thì có thể dễ dàng vượt qua các level. Nhưng mà hiện tại thì hiện level trong này thì mình cũng không biết là nó đến được level bao nhiêu. Và chúng ta sẽ ấn vào Choice Level này. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn các bài và có thể unlock được. Nó sẽ đến cái level đấy thôi chứ chúng ta không biết là level max là nó bao nhiêu. Nên chơi sẽ có tạo một sự hứng khởi cho các bạn. Đây, đến bàn tiếp theo là chúng ta găm vào thì nó sẽ giảm tốc độ. Đây là mức độ khó của game nó bắt đầu tới. Và cái này thì các bạn cần thiết phải để ý, cái này nhanh chậm tùy hứng nên như tính cách của con gái vậy, nên chúng ta cũng khó lòng có thể biết để có thể chơi và phục vụ. Đây, chúng ta sẽ bình tĩnh thôi. Cái nhanh chậm này thì nó sẽ tạo cho các bạn những khoảng cắm fail và cần thiết phải đôi tay bình tĩnh thì mới có thể vượt qua được. Vâng. Vượt qua, đây là một số cái bàn chơi đầu của cái thể loại này nên nó khá là đơn giản. Và sau này thì nó còn có đoạn mắc tốc làm cho các bạn không thể nhìn được. Hoặc là các bạn cắm xuống rồi thì nó mắc tốc chạy đi nên nó rất là mất dạy. Nói chung là tựa game này là thuộc thể loại game khó và nó có thể gây nghiện rất cao. Khi chúng ta ngồi mò mẫm một chút thôi mà mất đã gần mấy tiếng rồi. Nên chúc các bạn chơi game vui vẻ. Thì chào và hẹn gặp lại. Có đạn này. Đi nhanh nào. Đi lên, đi lên. Chúng ta phải liên tục di chuyển. Không thì là cái kia nó đuổi sát đi rồi. Đấm nội.